quý cô chú anh chị các bạn, trưa hôm nay bây giờ là 10 giờ 30 trưa nhá. Hiện tại thì Kiên đang có mặt ở trên con đường Tây Lân, bên này là quận Bình Tân. Hôm nay đi qua đây để chia sẻ quý vị một cái quán cơm tấm bán rất là ngon ở trên con đường Tây Lân. Cơm tấm này có tên là cơm tấm Ngọc Diệp nhá. Cơm tấm Ngọc Diệp. Cái quán này bán rất là nổi tiếng ở trên con đường Tây Lân. Cứ mỗi lần mà Kiên đi qua ngang qua con đường này buổi trưa thì đông nghẹt luôn quý vị. Ở đây thì một ngày chị bán rất là nhiều món nhá. Ngày làm cũng mấy chục món ấy. Giờ thì Kiên sẽ vào quay chia sẻ cận cảnh những cái món ăn ở đây chia sẻ với quý vị nhé. Đây bên ngoài này thì đang có cái lò đang quay đùi gà quay này, rồi sườn quay này. Mình sẽ vào trong này nhá. Đây, cơm tấm Ngọc Diệp nhá. Ở đây là nhận đặt cơm trưa, văn phòng, công ty. Rất là nhiều món luôn. Đây, giờ mình vào đây thì mình thấy là cái giờ này là bắt đầu giờ chị dọn ra rồi quý vị. Rất là nhiều món nhá. Giờ thì mình sẽ lại đây xem ở đây có những món gì nhá. Em chào chị. Chị ở đây mình bán cơm được lâu chưa chị? Chị bán được mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi. À, vậy là mình bán từ mấy giờ chị nhỉ? Chị bán từ 9 giờ sáng tới 10 giờ rưỡi đi. 9 giờ sáng, 10 giờ rưỡi đêm luôn. À, bán cả ngày luôn ha. Bán cả ngày. À, vậy là một ngày mình làm khoảng bao nhiêu món ăn ta? À, chị cô không nhớ nó mà nhiều lắm. Trên 30 món em. Trên 30 món. À, tính nhiều thứ lắm. Dạ. Tính hết luôn á. À. Ở đây mình có những món gì đây chị giới thiệu một chút xíu ha. À, ở đây chị có thịt kho tiêu nè. À, cái này thịt kho tiêu. À, dạ. Ở đây là lòng xào. Cái này là lòng xào ha. À. Lòng xào với lại dưa cải. À. Ở bên đây là cá lóc nè. Cái này là cá lóc kho tiêu. Cá lóc kho tiêu. À. Bên này là cá kèo. Cá kèo kho với lại cá kèo kho rau răm. À. Ở đây là thịt gì riêng nước dừa. À, sườn đúng không chị? Sườn riêng nước dừa đúng không? À. Là non. Sườn non riêng nước dừa. Ở đây là tôm. Này là tôm riêng. Tôm này là riêng. À. Cái mặn mặn là còn. Ở đây là ba rọi thì chiên xong rồi sốt với xả ớt đó. À, ba rọi chiên sốt xả ớt ha. À. Trong này em thấy có cà pháo mắm tôm ha. Cả... Cà pháo mắm tôm. Nhờ chị giới thiệu những cái món trong này nè. Này là khổ qua kho. Khổ qua, canh khổ qua đúng không? Canh bà chủ cũng quên món ăn nữa. Đây là thịt kho tàu này cưng. Thịt kho trứng à, thịt kho trứng. Thịt kho trứng. Cái này là gì đây? Cái này là đậu hũ nhồi thịt hả? Đậu hũ nhồi thịt với lại xíu mại. À, đậu hũ nhồi thịt với xíu mại to quá. Cái này bán sao chị? Cái này là 26 ngàn một phần. 26 ngàn một phần. 26 ngàn một phần luôn. À, mấy phần bên này là bán cũng như nào? Một phần là như bao nhiêu? Cái này 26. Cái này 33. À. Cái này 30. À. Cái này 26. Dạ. Cái này 30. Ừ. Mấy món này là 30 luôn. Dạ. Cái này 30 luôn. 30 luôn. À. À, còn trên này. Ở đây là ba rọi chị nướng. Ba rọi nướng hả? À. Ba rọi nướng nhìn hấp dẫn ha. Đây là sườn nè, sườn à, đây là sườn cây. Sườn cây quay hả? Quay nướng. Quay ngoài đó cơ. Dạ. Có nướng mật ong đúng không chị? À, chị nướng cũng có mật ong mà ít thôi. Dạ. Sườn cây nướng. Sườn cây nướng. Bên đây là đùi gà. Đùi gà. À, cũng đang nướng nóng ở ngoài á, nóng liên tục vậy đó. Dạ. Ồ, dưới này em thấy có cái này là mắm chưng à, mắm chưng. Cái này bán sao chị? À, thì bán chén vậy là 20, còn cơm là 26 ngàn. À, chén 20 còn cơm 26. Bên đây là mì. À, chả thì chị đang làm, đang hấp chuẩn bị lên. Ở đây mình vừa bán cơm tấm mà mình vừa bán cơm thường đúng không chị? À, bán cơm hộp đúng không? Nói chung là chị chuyên về bán cơm tấm á. À, chuyên về cơm tấm. À, ở đây là sườn miếng nè. Dạ. Ở đây chị bán nhiều nhất là sườn miếng, sườn cây và đùi gà. À. Còn mấy món này là món phụ thôi. Dạ. À. Nhiều nhất là sườn miếng, là sườn cây, đùi gà. Đùi gà và ba rọi là nhiều nhất. Còn mấy món kia là phụ ha. Phụ. Dạ. Phụ và bún chua là bán hết. Còn bán nguyên một buổi chiều á là bán những cái món vậy. Ở trong đây hết. Là buổi chiều là hết, cứ đơm lên tí. Quán của mình á là có một chi nhánh ở đây thôi đúng không chị? Có một chi nhánh ở đây này. À.
bán mười mấy năm rồi. Chị bán được 12, 13 năm rồi đó. 13 năm. Tết này nữa. Ở đây là có trong này công ty xí nghiệp nhiều đúng không? À, nhiều lắm. Dạ. Đây công nhân nhiều lắm. Dạ. Làm phòng bán cho nhân, công nhân. Bán cho công nhân. Để khách giảng lai cũng có luôn. Dạ. Anh ăn gì anh? Rồi em cảm ơn chị nhé, em đi một vòng nữa. Đây là cái nồi cơm này, cơm tấm này. Dạ. Đấy, bà chủ đang làm cơm cho khách. Đây một ngày chị làm hơn 30 món. Đây chúng ta ra đây xem cái chỗ chị quay sườn với quay đùi gà này quý. Cái này quay bao lâu là chín cô? 30 phút anh. À 30 phút là chín à? À 30 phút là chín được cái xiên đùi gà này này quý vị. Cái này nướng than rất là nóng luôn đó. Nóng ha. Trời này Sài Gòn cũng ba mấy độ đó. Đứng ở đây là như gọi là nóng, rất là nóng luôn. Cái này mình đã ướp tẩm ướp gia vị rồi cô ha. Đúng rồi. À, tẩm ướp gia vị đầy đủ rồi chị ha. Hả? Cái này đã tẩm ướp hết rồi đúng không? À, tẩm ướp hết rồi. Nè, mình chào quay. Dạ. Bị lại lên sườn luôn. À, giờ bắt đầu nướng sườn này. Đây bên này là cái lò nướng sườn này quý vị. Bên đây là nướng đùi gà, còn bên này là nướng sườn miếng. Một cái miếng sườn nó to ghê luôn đó. Bây giờ cô nướng sườn miếng quý vị ạ. Sườn miếng mà bên đó là nướng cộng với gà. Dạ. Miếng sườn bên này là cái thấy là bên ngoài có một cái lớp mỡ này, bên trong là cũng kiểu là vừa ăn mỡ vừa nạc ăn mới ngon nữa, không bị khô. Cái này là nướng than bên dưới quý vị. Nướng lúc mà nướng ra rồi nó vàng nhìn thấy đẹp lắm. Dạ. Đâu có lấy đâu. Dạ, nướng da nhìn nó vàng đẹp thôi cô ha. Tại vì thịt mình mới lên nó còn sống thì nó đâu có đẹp bằng. Dạ, thịt này là thịt nóng cô ha. Thịt tươi thịt nóng á. Dạ, nó đẹp thành nóng cô ha. Dạ. Tại vì thịt dặm thịt ngon với sống ngon mà lúc mà nó chín nó vàng á, con nhìn thấy nó đẹp lắm, con quay lên nó đẹp lắm. Dạ. Giờ cái này nó còn hơn, không được đẹp không. Nhìn cái miếng thịt nhìn rất là đẹp mắt. Dạ. Như vậy hồi con có thể cắt ra tỉa đây nó chứ không? Dạ. Cắt lại là cho nó ngon nha. Cho nó đừng có mà bị cong á. Dạ. Nó dày này mình xếp thẳng cho nó chết. Dạ. Để cô làm được xong rồi con nói. Ở đây là gần cái đường này xe đông nên là đi nó ồn quá. Ồn. Cái đường này xe rất là đông quý vị ạ. Mình cắt nè. À cái này con cắt cho. À, đó là cho miếng sườn nó ngay ngắn vậy đó. Dạ. Nó đừng có cong cong mà nó còn sống. Dạ. Đó, vậy là mình mới dập ra vậy nè. À. Là lúc nó chín là nó dặm thịt nó đẹp lắm. Dạ. Dạ. Thấy không? Đó vậy đó. Dạ. Cái này nướng khoảng 5 phút là chín đó cô ha? Không, lâu lắm, 25 phút rồi. 25 phút. À, lâu. Gì á, chứ không phải mau đâu. Dạ. Chứ con nước sắp sắp ra, người ta nóng vốn, người ta không nóng. Dạ. Lên vừa lên dĩ xong vậy là cô canh là 25 phút. À. Đây là cũng lâu á, cô đứng ở đây nóng hả? À, cô 3 năm rồi. À, cô làm ở đây 3 năm rồi. Dạ. Đó, thấy không? Cô thấy con thấy không đó vậy đó. Dạ. Rồi đó cắt rồi xong chân cái đoạn nó trước khi cái đoạn nó chín một cái á là nó thẳng gan mà nó vàng đẹp lắm. À. Bây giờ nó sống thì cái màu đó con thấy vậy đó. Dạ. Bán từ sáng tới chiều nên là cô phải nướng nhiều lần đúng không cô? Hoài đứng gì hoài đứng hoài. Đứng hoài luôn. Vô vô làm xong đó, nãy cô chặt gà đồ làm thịt là cô làm hết. À. Đó. Rồi á chút xíu nữa làm gà xong rồi bắt đầu ướp sườn tiếp nữa. À. Vậy đó. Làm từ sáng tới khuya luôn đó. À đó đúng rồi, tới chừng nào chủ nghỉ mình nghỉ. Dạ. Rồi mấy người này á thì làm lương là cũng như làm là cái kiểu mấy giờ đó, đi ca đó.
Dạ làm ca. À, tại vì ta tới 12 người rồi hả? Dạ. Đâu đâu hết, đâu tôi thấy là dữ lắm. Dạ. Chứ quán ta thường thường có 4 5 người thôi, chứ quán này tới 12 người mà hai cô chủ nó là tới 14 người. Dạ. Người con này con kia đó. Dạ, như quán bán từ sáng rất là đông khách của anh. Thật dữ lắm, người 5-10 hộp không cô ơi, chứ đâu phải. Dạ. Nhất là thường đắt nhất. Dạ. Tại vì thường miếng nó nói hơn, nó rẻ hơn. À. Cho nên là ta ăn được. Đó cái đầu cô thấy mới đây nó áo rồi nhìn thấy tôi thấy không thấy nó. Nhìn nhớ nó xanh lại đẹp quá. À, nó vàng mà hả, màu vàng nhìn thấy đẹp á. Dạ. Đó, tại vì con đang quay thôi, cô không bánh thang, chứ bánh thang là chính rồi đó. Dạ. Để về đây cho con quay đi cho đẹp. Dạ đẹp. Ừ. Tại con quay mà con không bắt trước rồi nó đâu có sắp xếp đâu. Nhưng dạ. Kia là quay người ta sắp sắp xếp. À. Ví dụ ngày mai ngày mốt vậy đó. Dạ. Nó mới sắp xếp được nó là. Quay 2-3 người lại quay rồi đó. Dạ. Quán nổi tiếng quá. Nổi tiếng luôn mà quán cơm tắm của Ngọc Việt. Nổi tiếng luôn đó. Dạ. Yêu cầu á mà là lên thường là ra nhúng lửa thang là có người lại hỏi liền à. Dạ. Cơm tấm Ngọc Việt. À. Nổi tiếng ở Bình Tân. À đó. Tết là có bán Tết không cô nhỉ? 27 nghỉ rồi con. 27 là 27 Tết là nghỉ rồi. 27 Tết nghỉ rồi. Vậy là mùng mấy bán lại cô? À, mùng 8 khai trương rồi, nghe nói mùng 8 khai trương mà mùng 10 chắc mùng 10 là chính thức luôn đó. Dạ. Cũng như mình lỡ khai trương xong mình về. À. Khai trương xong mùng 10 bán lại. À đó. Đó thấy chưa, con thấy rồi, bắt đầu chuẩn bị nè mà con mà đi chảy một chút cả 11 mùng 2 giờ là đông lắm rồi. Chuẩn lắm vô đây nhảy luôn á. Rất là mua ở ngoài bán không kịp luôn á. Dạ. Con biết thường thường ta nướng con dĩ màu hoa thường ta bán. À. Quán con nhìn thấy đó con. Dạ. Dĩ màu chứ đâu hay. Đúng rồi. Cái này có khi hai dĩ, có khi hút tới đây ba dĩ luôn á, không. À. Kịp chứ. Dạ. Chứ đâu phải lấy đâu. Nói chung là bán giá của bình dân quá ha. Ờ, bình dân vậy đó. Dạ. Không có. Đó con thấy không, nó từ từ nó hạ màu nhìn thấy đẹp bán không nè. Nè, nó chín rồi nè, nó chuẩn bị đó. Dạ. Đâu phải con nướng thường mà nướng ấy đâu, nướng phải kỹ lưỡng là nướng thường nó mới đẹp chứ còn con nướng mà nó hơi hơi thì đâu có. Dạ. Như ví dụ con nướng mà con không cắt vô nó quắn lên như nào, nó quắn lên. Rồi nó quắn lên. Rồi nó quắn lên thì bên trong thì nó sống. Dạ. Nó sống một bên còn một bên nó chín. À. Đó vậy đó. Dạ, mình phải kỹ quá ha. Ờ đó là mình cắt như này đó. Cắt vậy nó đâu có quắn, đó nướng thường nó ngay vậy đó. Dạ. Còn nếu mà con không cắt thì nó quắn lên vậy. Con thấy nhiều chỗ bán cái nướng kiểu nướng cho nướng đại thì mình không có chăm sóc. Cái này là phải chăm sóc, mà vừa chăm sóc nướng thịt mà vừa kịp hàng cho nó bán luôn. Dạ. Đó vậy nó mới thấy đó. Bởi vậy lên lương ào ào luôn, nó đâu có thấy đâu. Dạ. Của cô là tới đây lương đây là cao nhất quá không ạ. Dạ. Có như mấy miếng thịt này nó dư nè, con thấy không, mấy miếng thịt này dư con tôi cắt ra. À. Nó đâu có chín, miếng thịt này là cũng miếng thịt dư là cũng như là miếng thịt chín hết đó, nó vậy đó. Dạ. Có thấy không, con thấy là cắt rồi. Còn mấy miếng này là con nướng để hoài á, mà mấy bên đây chín mà này nó không chín. Dạ. Rồi, cảm ơn cô nha. Rồi, cảm ơn con luôn. Thank you.
đây mình có ba loại canh đúng không cô? À, canh này là canh rong biển ha. À, bên này là canh gì cô? Canh này là canh ủ khoa. Khổ khoa. À, nước khổ khoa, tí nữa lấy nước trái lên ha. Trái đó. Canh này là canh canh bầu. Canh bầu. À, ba loại canh nha quý vị. Bên quán làm nguyên một cái thau bự này quý vị. Cái này đang ướp gia vị này quý vị. Đùi gà rất là bự luôn này. Này lát nữa là để nó ngấm gia vị đem ra quay nhé. Cô đang ướp gia vị. Đây bắt đầu cái giờ này là bắt đầu khách đông này. Ở đây thì đa số là khách là công nhân ở trong các cái nhà máy xí nghiệp ở trong cái con đường Tây Lân này này. Rồi nhân viên văn phòng. Chung là khách ở đây thì rất là đông. Ở đây nhân viên là cô bảo là phải 16 người luôn á, bán từ sáng tới khuya. Đây quý vị ơi, kính gọi một cái phần cơm cơm tấm gồm có sườn cây này, có bì này, có chả này, bên này có trứng ốp la này, bên này là một cái gọi một cái chén mắm này nữa này, mắm chưng đấy. Đây một cái đĩa cơm rất là hấp dẫn quý vị ạ. À, quán rất là đông khách luôn. Mình đi cái giờ này thì chưa có khách nhưng mà khoảng 11 rưỡi á, 12 giờ là đông nghẹt luôn nhé. Đây, hôm nay là mình gọi là gọi ăn không hết thì mang về nhé. Đây, thêm một cái phần canh rong biển này. Canh rong biển này, đây là cái phần sườn miếng, còn đây là sườn cây, đây là chả đấy. Đây có chả đá nha, mình có thể là gọi chả đá. Rồi Kiên mời quý vị ăn trưa với Kiên nhé.
quý vị ăn trưa nhé. Cái đĩa tấm tấm rất là mềm luôn này. Chuyển miếng chuyển sụn đó quý vị. Quý vị ơi, bên ăn gần hết cái đĩa cơm tấm ở đây nhá. Nói chung là cơm tấm ở đây thì mình thấy ăn hạt cơm nó tơi á, ăn nó rất là vừa ăn nó ngon lắm. Rồi sườn miếng ở đây á thì chị ướp nó gia vị nó rất là thấm nên là mình ăn cảm giác miếng sườn nó ngon, nó thơm. Nướng lên ăn nó nói chung là nóng, ăn liền nó nóng ăn ngon lắm. Giờ Kiên sẽ ăn hết cái đĩa cơm tấm này nhá. Với lại phần đồ ăn này thì mình không ăn hết thì mình sẽ mang về nhé. Rất là cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở trong những video sau. Kiên sẽ để địa chỉ bên dưới phần miêu tả video để quý vị có dịp quý vị ghé thưởng thức nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Yeah.
nó hơi hơi ngọt ngọt à. Ăn nó thơm á, béo luôn, béo. Ăn hết một cái đĩa cơm này no luôn. Quý vị ơi, bên ăn gần hết cái đĩa cơm tấm ở đây nhá. Nói chung là cơm tấm ở đây thì mình thấy ăn hạt cơm nó tơi á, ăn nó rất là vừa, vừa ăn nó ngon lắm. Rồi sườn miếng ở đây á thì chị ướp nó gia vị nó rất là thấm, nên là mình ăn cảm giác miếng sườn nó ngon, nó thơm. Nướng lên ăn nó nói chung là nóng, ăn liền nó nóng, ăn ngon lắm. Giờ Kiên sẽ ăn hết cái đĩa cơm tấm này nhá. Với lại phần đồ ăn này thì mình không ăn hết thì mình sẽ mang về nhá. Rất là cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở trong những video sau. Chào tạm biệt mọi người, mình là Kiên. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về những địa điểm ăn uống của mình mỗi ngày nha.